Đối với phụ nữ thì hai vạch tượng trưng cho có thai, còn đối với anh chị dân ngày hôm nay hai vạch ấy thì tượng trưng cho đơn điều gì thì mọi người tự biết nha. Thực sự ý, đối với anh ca sĩ Chi Dân ý, thì có rất là nhiều bài hit, đặc biệt là đối với những cái người như kiểu thế hệ như mình, thế hệ 9X thì có rất là nhiều bài. Nhưng mà ngày hôm nay mình có một câu hỏi đặc biệt người muốn gửi đến tiếng cho mọi người, đó chính là có phải khi mà chúng ta giàu thì chúng ta lại phát sinh tật không ạ? Đấy, câu hỏi chân tình đấy. Không biết là có bạn nào đây mà đang thu nhập từ 50 đến 100, thậm chí là 200 triệu thì các bạn có phát sinh tật không? Thì hãy có thể comment xuống bên dưới nhé. Còn đối với anh Chi Dân ấy thì mình mong là thôi, coi như con người cũng có những lúc sai lầm, con người cũng có những lúc này kia đúng không? Người ta bảo gì? Có tiền rồi sinh tật mà đúng không? Tiền, tình, tù, tội, chung là rất là nhiều thứ liên quan đến phần T. Nhưng mà mình mong ấy, đối với anh Chi Dân ấy thì anh ấy sẽ cố nghiến tiếp những cái bài hát hay trong thời gian tới nữa. Còn con người đôi khi là có những lúc sai lầm thì coi như thôi, không là phạt đến ai là được. Thôi, mong mà hoan hỉ mọi người nha. Sốc quá mọi người ơi, chủ tịch kiêm nhà sáng lập Vingroup vừa mới qua đời xong. Tin buồn ấy thì về sự ra đi của ông Đoàn Quốc Việt quá thực sự rất là sốc, khiến cho nhiều người bàng hoàng. Tôi biết tới là nhà sáng lập và cũng như là kiêm chủ tịch của Vingroup mới qua đời vào ngày 7 tháng 11 và hưởng thọ 70 tuổi. Tất nhiên là sau khi mà bố mất thì con trai sẽ là đứng lên để mà có thể quản trị công ty và cũng như phát triển công ty. Thì anh Đoàn Quốc Huy hiện tại đang là phó chủ tịch và cũng như là kiêm tổng giám đốc của Vingroup. Về sự nghiệp của ông ấy thì ông được sinh tại Hà Nội năm 1955. Ông Việt ấy thì cũng là người có nền tảng vững chắc trong việc nghiên cứu khoa học và cũng như là năng lượng tái tạo. Và bước đầu khởi nghiệp thì ông đã khởi nghiệp vào năm 1989 và Vingroup thì đã được hình thành và sáng lập năm 1994. Về phần dự án ấy thì dự án đầu tiên có tên là Hạ Long Palace ở tại Quảng Ninh, cũng như là còn nhiều dự án khác nữa. Mong là Vingroup sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa. Ở ngày hôm nay thôi, lữ chủ xe Rolls Royce khi mà bị một cái xe ben đâm phải thì chị này đã không bắt đền gì hết, mà đã vậy này còn coi như là cho tiền thêm cái chú xe ben này để chú thêm trang trải cuộc sống. Ủa, đúng là người giàu có những cái hành xử cực kỳ khác biệt. Vào ngày 4 tháng 11 tại Quảng Châu, một chiếc xe ben sau khi mà rẽ trái thì đã tông thẳng vào chiếc Rolls Royce. Mà cụ thể thì chắc có lẽ là chiếc xe ben này đang muốn thử cảm giác lái Rolls Royce như thế nào đây mà. Thế là mới hôn nhẹ cái chiếc xe Rolls Royce một cái. Xe ben ấy thì mang biển Quảng Đông, đấy, còn xe Rolls Royce thì mang nhẹ biển Hồng Kông đấy mà. Lúc này thì như mọi người ấy, khi đâm vào chiếc xe yêu quý của mình thì mọi người sẽ hoảng loạn lên. Nhưng đối với nữ chủ xe đi xe Rolls Royce thì cô ấy nhẹ nhàng đi ra ngoài, ngó nghiêng không có hoảng loạn gì hết và nhẹ nhàng gọi công an đến. Đã vậy cô còn... Ngày hôm nay công an Vĩnh Long ấy đã điều tra nghi án người đàn bà đã bê hát chồng và con giữa chợ. Ui, cái chuyện này lớn lắm luôn này. Video thì đã được lan tỏa trên mạng xã hội rồi. Thì người đàn bà này đã dùng những cái hành động nó gọi là khiếm nhã đối với những cái đứa trẻ nhỏ bé kia. Và thực sự cái việc đấy nó không có đáng gì để nói nhá. Bằng cái việc đó chính là những cái người xung quanh họ dửng dưng, họ hiển nhiên, họ không có động chạm gì hết mọi người ơi. Không những bà ấy còn bê hát đứa trẻ mà ấy, bà còn bê hát cả người chồng nữa. Mà thực sự là mình không hiểu cái người chồng ông ấy nghĩ gì mà ông ấy chỉ để cho hai mẹ con gọi là tương tác lẫn nhau. Và đặc biệt là ở đây không chỉ có mình bà với người chồng và người con, mà còn rất là nhiều người họ coi như là dửng dưng luôn. Mặc cho đứa bé đã túm váy và cũng như là đứng nép sau một người lớn khác, nhưng sau đó người lớn đấy lại đứng ra một góc khác, coi như là chuyện đó không có chuyện xảy ra. Đúng ra cái việc này khi mà xảy ra thì nếu như mà không thể can dự được thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên gọi cho công an để giải quyết mọi người ơi. Căng quá mọi người ơi, Tổng thống Ukraine đã đề xuất bác bỏ cái kế hoạch hòa bình của Trung giữa Ukraine với cả Nga. Về lý do thì Ukraine đang mong chờ cái gói viện trợ cuối cùng của Mỹ, và cũng như là ông ấy đưa một cái thông tin cho rằng ấy, nếu như mà như thế thì coi như là về phía Ukraine đang bị tổn thất nặng nề. Ừ thì vốn dĩ mà vẫn đang bị tổn thất nặng nề mà, có bao giờ win đâu. Ông Donald Trump ông ấy có một cái lời hứa, đó chính là sau khi mà 24 giờ nếu như mà ông ấy tái đắc cử ấy, thì Ukraine với cả Nga sẽ ngồi về cùng với Mỹ để mà đưa đến cái nhiệm vụ ở trên đem lại hòa bình cho thế giới. Về phía Ukraine ấy, thì ông Zelensky mở chứ, đây là cái vấn đề cần phải suy nghĩ, cần phải đắn đo, cần phải có thời gian suy nghĩ để mà đưa đến hòa bình, chứ đừng nên vội vã như thế là coi như em bị thiệt. Thực ra thì vốn dĩ bây giờ không cần ông Trung sắn tay vào ấy, thì Ukraine cho dù là hòa bình ấy, thì cũng đang trở thành con nợ của Mỹ rồi. Nên là Ukraine đừng có mơ vào NATO, vẫn được nhận viện trợ vũ khí đấy, nhưng mà đừng có mơ vào NATO nữa mọi người ơi. Một là bây giờ, một là có tất cả. Mọi người ơi, ông Biden ông ấy không ân xá cho con trai ruột của mình. Những nhiệm kỳ cuối cùng ấy, chắc có lẽ câu chuyện của ông Donald Trump đó là một cái câu chuyện rất là vui. Nhưng đối với ông Biden, suốt 4 năm làm tổng thống và cũng như là một người làm cha, có một người con hư đốn, không có tu trí làm ăn, đã vậy lại còn nghiện ngập nữa, chắc có lẽ cái việc đó khiến ông đã ngã quỵ rất là nhiều lần khi mà ông đi trên cái đất nước của mình, và cũng như là ông đã tham gia được rất là nhiều nước xung quanh với một cái dáng đi gọi là dáng đi yếu ớt. Thực sự có lẽ
đến bây giờ ông đã quá tuổi và cũng như là sức khỏe không còn được như ngày xưa nữa, thì phải nói đó chính là cái niềm mong muốn lớn nhất, đó chính là người con trai của mình được mạnh khỏe, tu chỉ làm ăn. Nhưng chắc có lẽ cuộc đời ông sẽ không còn cái điều này nữa mọi người ơi. Con trai ông Biden là Hunter Biden đã bị kết tội về cái việc mua súng vào năm 2018 khi đang nghiện ma túy và cũng như là vi phạm tội trốn thuế, đã bị kết án đó chính là 17 năm tù giam. Thực sự đây là một thông tin khá là buồn.